Bạn có biết loài sâu gây ra thiệt hại khủng khiếp cho vườn sầu riêng của bạn không? Chúng không chỉ làm rụng trái non mà còn khiến trái mất giá trị thương phẩm. Vâng, và đó chính là loài sâu đục trái sầu riêng, Cornogetes punctiferalis. Loài sâu này gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho các vườn sầu riêng tại các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Thường hoạt động vào ban đêm, chúng bắt đầu vòng đời từ những quả trứng bé xíu, nở thành ấu trùng màu hồng hoặc tím, rồi phát triển thành con trưởng thành màu vàng với những đốm đen. Điều đáng lo là chúng đẻ trứng gần cuống của quả non. Khi ấu trùng nở ra, chúng sẽ chui thẳng vào quả, xơi tái phần thịt và khiến quả dễ bị các bệnh nấm như Phytophthora gây thối quả. Nhưng đừng lo lắng, chúng ta hoàn toàn có thể chống lại loài sâu bọ này bằng một số cách hiệu quả. Hãy thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm bất kỳ dấu hiệu nào. Sử dụng túi chuyên dụng để bọc quả sầu riêng, cắt tỉa và tiêu hủy những quả bị nhiễm bệnh, đồng thời duy trì khoảng cách giữa các quả để tránh tiếp xúc. Nếu muốn áp dụng cách tự nhiên hơn, hãy nuôi dưỡng các loài thiên địch như kiến vàng và ong ký sinh. Chúng sẽ giúp kiểm soát số lượng sâu bọ. Trong trường hợp cần thiết, bạn có thể cân nhắc sử dụng các loại thuốc trừ sâu an toàn như MA Gold, Hydrum Bromelate hoặc MAPGO. Nhưng nhớ phun lần thứ hai sau 10 đến 15 ngày để đảm bảo diệt sạch sâu bọ nhé. Bạn đã sẵn sàng bảo vệ vườn sầu riêng của mình khỏi những kẻ xâm lược khó chịu này chưa? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé.